Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về Hồ Xuân Hương, xin mời chú. Dạ vâng, thì để một mà trong ngoặc kép nhỏ chúng tôi đưa đến thì là ngoài những cái mối tình chính thức như ông Tẩm Cóp như là ông Phủ Vĩnh Tường, thì ngoài ra bà còn có những cái người bạn mà theo như anh nghĩ đó là không phải là bồ bịch như bây giờ, vâng, mà đó là những người bạn văn chương, bạn thơ, bạn thơ, bạn văn. Thì trong đó thì Nguyễn Anh thấy là bà cùng gồm có như ông Nguyễn Hầu, Trần Hầu, Tốn Phong, Mai Sơn Phủ, Thạch Đình, Thanh Liên và Chí Hiển vân vân. Và đặc biệt kính thưa quý vị và thưa với anh là trong số những bạn văn chương có tình cảm đậm đà đó là ông Nguyễn Du. Vâng. Đó. Thì bà đã làm những cái một cái bài thơ rất là nồng nàn mà nói về ông Nguyễn Du. Vâng. Tức là bà viết như vậy: này đoạn chung tình biết mấy nhau, tiễn đưa ba bước cũng nên câu. Vâng. Trên tay khép mờ trong chiều nhạn, trước mắt đi về gặp bóng câu. Nước mắt trên hoa là lỗi cũ, mùi hương trang nệm cả đêm thâu. Vắng nhau mới biết tìm nhau lắm, nàng đoạn chung tình biết mấy nhau. Vâng. Và cái chỗ này là cái bài thơ này nó nói lên theo cái sự hiểu biết của em đó, thì cái tình bạn văn chương của bà Hồ Xuân Hương á với ông Nguyễn Du á, nó bước qua một cái bước lớn. Vâng. Em nghĩ là nó đậm đà hơn. Vâng. Chứ không phải là nó cô đậm chỉ là bạn văn chương với nhau. Chính xác. Tại vì có một cái thời gian ông Nguyễn Du cũng đã về Thăng Long. Vâng. Ông làm chức quan gì đó và lại luật là đã thân. Và vâng, xin anh gửi tiếp. Vâng. Cảm ơn chú và kính thưa quý vị. Hồ Xuân Hương là một nàng thơ, Hồ Xuân Hương là một thi sĩ, cho nên cái tâm hồn nó rất là bén nhạy. Mà với những cái người mà tâm hồn nhạy cảm, Tây nó gọi là sensitive, vâng, Mỹ nó gọi là sensitive, vâng, yeah, mà lại hay emotional, và con người hay cảm động, hay xúc động. Thế thì nàng thơ đến với bạn thơ là một cái chuyện rất gần gũi. Nhất là một con người tài hoa như Nguyễn Du, mà nhất là ngài là tác phẩm của Kim Vân Kiều Truyện, thì nàng thấy cái thân phận của nàng Kiều chẳng khác nào Hồ Xuân Hương. Một con người tài mạnh tương đố, càng có tài bao nhiêu. Bây giờ chúng ta lấy kinh nghiệm ngày thường, bạn bè, bạn những người quen biết đa số mà làm vợ bé hay là làm bé hay làm hầu đều là những người tài sắc vẹn toàn. Vâng. Có lẽ vì cái chỗ người ta tài sắc vẹn toàn cho nên ra khỏi cửa là có văn nhân thi sĩ đón rước, yeah, rồi. Trở thành vô tình là một người đưa người cửa trước mà rước người cửa sau. Lắm lúc người ta oan, dù là oan thị màu, thưa chú. Vâng. Mời chú tiếp tục. Dạ, và thưa với anh, thì như anh đã trình bày với quý vị đó, thì như anh vừa cũng thưa lại cũng quý vị luôn là tại vì cái suy nghĩ của mình á, nó cô đọng, nó hạn hẹp, cổ điển quá. Vâng. Thành ra chúng ta cứ nghĩ á, là làm tiếp á, làm vợ bé là xấu. Vâng. Thì đây là một cái trường hợp em dẫn giải với anh là sau khi một cái người bạn của em đó, vâng, đó thì ở với cái người vợ lớn, vâng, đó thì cũng có con, nhưng mà anh này vẫn, em phải công nhận em không bênh vực anh, vâng, nhưng mà anh vẫn có tinh thần trách nhiệm lo cho vợ cho con, vâng, nhưng mà cái ghen, tức cái lòng ghen của người phụ nữ đó không có thể nào mà ngăn cản nổi, vâng, bà đi ly dị, vâng, đó. Thì anh nói bây giờ không còn cách nào khác nữa, thôi anh phải chấp nhận thôi, vâng, thì anh ly dị. Thì tại vì cái anh trước khi anh còn sống với bà vợ lớn thì bà anh đã quen một cái cô vợ nhỏ này. Vâng. Mà anh biết là khi mà ly dị rồi thì anh sống với cái cô vợ nhỏ này, tự nhiên cái business của anh làm ăn phát tài luôn. Hay. Là tại vì cái cô này đẹp, sang như anh vừa nói đó, vâng, kiến thức giỏi. Vâng. Tại vì khi mình đã có vợ rồi mà mình có đi ra ngoài mình trăng hoa, mình phải tìm một cái người nào đó nó hơn vợ mình. Bắt buộc. Thì mình mới quen. Vâng. Ví dụ như mà nếu mà mình quen một cái người mà nó sơ sài, nó không có đáng gì với vợ mình, thì vợ mình nó chỉ hỏi một câu là mình nghẹn ngào lên tới anh. Vâng. Em thấy cái anh, em thấy anh coi cái cô đó có hơn em không? Vâng. Chết mình. Vâng. Tại vì thua vợ hết. Chính xác. Đó, thành ra kính thưa quý vị, đây là cái duyên phần đó, kính thưa quý vị, chứ không phải làm vợ lẽ hay làm tiếp là xấu. Thành ra xin quý bà quý cô hãy nượng nịnh tìm tha thứ cho chúng tôi. Có ghen thì nó cũng trong nhẹ nhàng, toang thẳng, trong gió thoảng mưa bay thôi, phải không thưa anh? Vâng. Mà kính thưa chú và kính thưa quý vị, nó còn tùy theo cái may mắn của người đàn ông. Yeah. Như Dương Đại Hải, bà rất nhiều bạn bè nói với vợ ra này, chị có chừng mất anh.
Bà xã nói một câu vui vẻ, có mỡ thì đỡ giàu. Tôi nói thôi với quý vị rồi. Cho nên chúng tôi sống với nhau 65 năm một cách tuyệt vời. Bởi vì người đàn bà khôn ngoan không bao giờ ghen. Dạ. Giống như người đàn ông mà khôn ngoan không bao giờ ghen. Chúng ta có thể ghen giữ được cái thể xác của người mình thương, nhưng làm sao giữ được cái tâm hồn của người mình thương mới là đáng kể. Dạ. Tôi có một ông bạn ở đây. Ông ấy là một ông già, năm nay ông ấy 80 rồi. Ông là một người hát ro 13 năm tù Cộng sản. Vâng. Cấp bậc hồi đó ông mới có trung tá thôi. Thế mà ông qua đây, bà vợ và ông ấy làm ăn thành công. Khi mà HO, ông đi qua HO3, vâng, năm 90-92 gì đó. Thế mà làm ăn thành công, mua nhà mua cửa. Rồi quý vị biết không, ông ấy già như bây giờ mà vẫn có những người bạn gái từ tiểu bang xa. Dạ. Họ biết nhau qua những kỳ đại hội. Ông ấy kể có một cô bạn của ông là vợ của một ông đại úy phi công ngồi trước, rồi cũng đi tù, rồi bị chết trong tù, rồi bà ấy được dùng hồ sơ qua Mỹ. Và chỉ có nghe đi họp những người tù cải tạo và hiểu nhau, biết nhau và mến nhau. Bà ấy sẵn sàng nói khi nào chị qua đời anh về dọn với em. Cô ấy là chủ hai tiệm nail, cô ấy có nhà có cửa. Mà ông già này bây giờ là trên răng mà dưới dép không ra dép. Ông ấy thuộc về loại ngủ xấu rồi dưới ông mới dậy. Thế mà người ta thương nhau có phải vì vấn đề sinh lý đâu. Vâng. Người ta thương nhau không về vấn đề sắc thịt, người ta thương nhau về vấn đề cảm vì nhau. Người ta yêu cái tâm hồn mảnh dẻ của những cái người mà có tâm hồn bén nhạy. Vì vậy cho nên bây giờ đang nhiên thích làm vợ bé của ông già 80. Mà ông già 80 còn vợ. Thế thì tôi hỏi quý vị, trường hợp đấy thì là người ta yêu nhau là vì cái gì? Đó, thành ra khi mà cái trái tim mình nó rung động á, vâng, nó không phải là như anh vừa mới trình bày á, nó không phải là vấn đề xác thịt. Vâng. Như là đầu chương trình thì anh em mình cũng thưa đến quý vị là khi mà xem cái chương trình, nghe cái chương trình mà văn học nghệ thuật cuối tuần của anh em mình đó, vâng, nói về những áng thơ hay của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Vâng. Thì chúng ta hãy nhìn một cách khách quan về những cái áng thơ của bà. Vâng. Vâng. Ví dụ như bà làm việc cây quạt, cây chổi, trái mít vân vân á. Vâng. Nếu mà tại vì cái lòng tham sân si của mình, vâng, mình nghĩ bẩn là nó bẩn. Vâng. Mà mình nghĩ đẹp thì nó đẹp. Thanh là thanh mà tục là tục. Tùy theo người đối diện. Đó, vâng, tùy theo người đối diện, tùy theo suy nghĩ. Anh em em không có làm bàn vào trong cái vấn đề đó. Vâng. Nhưng mà thưa với anh, như anh vừa mới nói là một cái người bạn quen của anh mà ở trong một cái hội HO mà đấy nó quen, vâng, với nhau. Người ta quen với nhau á bằng cái lý trí. Chính xác. Bằng cái lý trí thưa anh. Vâng. Ở cái tuổi mà như chúng ta 8 bó, 9 bó, còn gì nữa mà xác thịt. Yeah. Nhưng mà người ta cảm nhau vì cái lối sống. Đúng. Hiểu nhau, ừ, vì cái tư cách sống. Vâng. Cho nên cái tác phẩm Hồ Xuân Hương nó đưa cho chúng ta được hai cái kinh nghiệm. Thứ nhất là kinh nghiệm về thơ văn. Yeah. Cái thứ gì? Kinh nghiệm về nhân sinh quan và vũ trụ quan của đời, yeah, sống con người. Yeah. Thì bà Hồ Xuân Hương như ông Doanh ông ấy nói, bà ấy làm thơ tuyệt vời. Có người thì bảo thơ bà ấy thanh, có người thì bảo thơ bà ấy tục. Thật ra những người nói thanh hay tục là những người ngu rừng. Vâng. Tôi nói câu nói quý vị đừng buồn. Thơ nó là những cái gì nói lên được cái cõi lòng của mình. Chẳng hạn như những cái bài thơ mà coi như bà cái quạt vừa rồi, đối với người mà thanh hay là tục, dở. Vâng. Nhưng mà hay nhất là bà đã diễn tả một cái quạt mà nó là một cái hình ảnh sống động. Vâng anh. Xin anh, xin chú anh một vài bài thơ nữa của Hồ Xuân Hương. Dạ vâng. Hình. Thì ở đây á, em muốn đưa ra một cái bài thơ. Vâng. Là cái bài thơ mà coi như là Hỏi Trăng. Dạ. Thì đã có đôi lần anh đã làm về thơ Hàn Mạc Tử. Dạ vâng. Thì anh đã diễn tả cái Hàn Mạc Tử với cái bài Trăng Vàng Trăng Ngọc đó. Dạ. Thì là trăng 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 là trăng trăng trăng, ai mua trăng tôi bán trăng cho, không bán đoàn viên ước hẹn hò. Hay quá. Đó. Nhưng mà bà Hồ Xuân Hương ở đây á, bà diễn tả cái trăng á một cách rất là tuyệt vời. Em xin mời anh, tại vì dạ, anh vâng, bài Hỏi Trăng đó thưa anh. Dạ thưa có liền, bởi vì ông Doanh ông ấy đưa cho tôi bài Hỏi Trăng Hồ Xuân Hương tuyệt lắm. Vâng. Quý vị ơi, một trái trăng thu chín mỏm mỏm, nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lom. Quý vị thấy cái lối chơi chữ của bà Jeu de Mots của ấy. Nếu mà đối với người không có tài, những cái âm như là om 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 làm sao mà làm thơ. Dạ. Nó vừa khô khan mà nó gọi là tử vận, có đúng, yeah, không? Yeah. Là một cái vận coi như là vận chết, khó lắm. Thế mà bài làm rất hay. Một trái trăng thu chín mỏm mỏm, nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lom. Chín mỏm mỏm đỏ lòm lom,
giữa in chiếc bích khuôn còn méo, ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm, ghét mặt kẻ trần đua soi móc, ngứa gan thằng cuội đứng lom khom. Với những cái vần lom khom mõm mòn, chúng ta không thể nào có được cái thi tướng như là Hồ Xuân Hương. Hỏi người bẻ quế rằng ai đó, đó có hàng Nga ghé mắt dòm, đó có hàng Nga ghé mắt dòm. Đại ý bài thơ là giới thiệu hình ảnh và màu sắc đặc biệt của vầng trăng. Vầng trăng bây giờ là một quả trăng chín mùi lâu rồi, cũng là một khối tròn có cây quế đỏ, đỏ Phật, đỏ Phật ớn. Rồi câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 thì những chi tiết của vầng trăng ở giữa mặt trăng hình chiếc bích, tức là tròn dẹt, nên khuôn nó chưa tròn mà méo đi. Méo là hình tròn lệch sai đi với hình chuẩn bên ngoài. Mặt trăng có hai cánh cung khép sâu lại bức mình, bực mình vì người đời đua nhau sói đâm thẳng vào. Móc dừng tay tìm kiếm hay lấy vật gì trong lỗ ra ở đây. Sói móc nghĩa bóng là châm chọc, bung ra những chuyện riêng tư của người khác, cho nên thằng cuội cứ đứng khom lưng nhìn. Cho nên thưa quý vị, về ý tứ tuyệt vời, không có gì đẹp mà nhẹ nhàng bằng nàng hằng Nga, mà về thực tế cũng lại tuyệt vời, lối với chữ mà dần bình dân vô cùng. Cái thi tứ của bà ta là những cái danh từ bình dân đi vào lòng người, cho nên cái thơ của Hồ Xuân Hương nó gói ghém cả cái giá trị văn chương lẫn cái triết lý sống của một con người bình dân, thưa quý vị và thưa chú. Dạ vâng, thì tiếp theo lời em của anh, em cũng trình bày tên là trong cái thơ của bà nó thì bà lại lồng cái vấn đề trào phúng, lom khom hay là những cái danh từ hoặc là cái vịnh cái quạt đó. Đúng. Phè phạch. Đó, cái quạt thì khi mình quạt thì nó phải phè phạch. Chính xác. Là bà dài những cái danh từ đó, mà nó vừa động vừa tượng hình và tượng thanh luôn, thưa dạ, anh. Vâng. Em rất là trân trọng. Vâng. Và tiếp nữa đó thì đây là Nguyên Anh muốn mang những cái vần thơ của bà Hồ Xuân Hương với những cái người những nhà thi sĩ khác, vâng, không phải mang ra để mà so sánh, nhưng mà mỗi nơi có những là có những cái nét thơ rất là độc đáo. Vâng. Bên kẻ tám lạm kẻ mười phân, thưa vâng anh, thì hôm trước anh em mình làm thơ Nguyễn Bính á, thì có làm cái bài mà chùa Hương Tích đây. Đúng rồi. Hôm nay em đi chùa Hương, nắng cỏ còn mờ hơi sương. Cái lời thơ của ông Nguyễn Bính thì nó nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng. Em mời anh xin anh phân tích cái bài Động Hương Tích của bà Hồ Xuân Hương. Cái bài Động Hương Tích của Hồ Xuân Hương nó độc đáo lắm quý vị. Cánh buồm. Chú có đưa cho anh Động Hương Tích không? Dạ có. Kính mời quý vị theo dõi nhé. Động Hương Tích. Bày đặt kìa ai khéo khéo phỏm, nứt ra một lỗ hòm hòm hòm. Thế quý vị thấy toàn những cái vần đặc biệt. Cho đến bây giờ với cái tuổi đời tôi đã dạy văn chương mấy chục năm rồi, mà chưa bao giờ có một thi sĩ nào với dùng những cái âm rất là bình thường mà không ai theo kịp. Kính thưa quý vị, là một lần nữa anh em chúng tôi phải tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3 về Hồ Xuân Hương. Cảm ơn quý vị.